Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Nhiều người cũng nói rằng môn bóng đá nam của SEA Games chỉ thực sự bắt đầu khi trận Nhiều người cũng nói rằng môn bóng đá nam của SEA Games chỉ thực sự bắt đầu với trận đấu gặp đội tuyển U22 Indonesia vào chủ nhật này. Trên góc độ gần dạng. Ít nhất bây giờ chúng ta đã có được đôi chút lợi thế của một đội bóng được đá sau và cũng ở trận đấu giữa hai đội Thái Lan và Indonesia. Còn chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.